Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải ban hành văn bản số 1471 về việc phối hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, nhân viên phục vụ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 624 đơn vị kinh doanh vận tải khách và hàng hóa. Số lượng phương tiện đã được Sở Giao thông Vận tải cấp phép là trên 10.000 phương tiện, trong đó có trên 2.000 lái xe đường dài, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn về việc khẩn trương triển khai phòng chống dịch. Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn các đơn vị vận tải tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ lái xe, nhân viên phục vụ trong hoạt động vận tải hàng hóa. Các lái xe khi vào địa bàn phải đảm bảo đầy đủ điều kiện yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, hướng dẫn các quy định về phương tiện, người điều khiển phương tiện hàng hóa, các thông tin cần cung cấp và trình tự vận chuyển hàng hóa từ vùng an toàn đến vùng có dịch, cũng như từ vùng có dịch đến các vùng an toàn. Thời gian qua, các loại xe ô tô và nhất là xe container đỗ tràn lan dọc hai bên quốc lộ 38, đoạn qua xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, không những ách tắc cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Cụ thể, vào trưa 25 tháng 6, theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn xã Nhật Tân dọc bên quốc lộ 38 xuất hiện nhiều cửa hàng, quán ăn mọc lên. Từ 11 giờ đến 13 giờ trưa và 18 giờ đến 20 giờ tối hàng ngày, các xe container, xe trọng tải lớn dừng đỗ ngay trên đường để vào ăn uống, khiến lòng đường bị thu hẹp. Ngoài ra, một số nhân viên của quán cơm còn đứng ngay giữa đường để người khách vào quán. Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cửa hàng vẫn tiếp xúc bán hàng cho tài xế từ nhiều địa phương khác nhau khi đi qua khu vực này. Chính vì thế, nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 là rất cao. Trước tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng cần chấn chỉnh, đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Hành lang an toàn giao thông có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng hành lang an toàn giao thông bị nhiều người dân lấn chiếm vẫn diễn ra thường xuyên. Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông là vấn đề phức tạp, bài toán khó đối với các ngành chức năng, nhất là các chợ tạm, chợ cóc phát triển với quy mô ngày càng lớn. Trên dọc tuyến quốc lộ 39, trên đường Hải Thượng Lãn Ông, khu vực Bệnh viện Đa Khoa hay tại cổng các công ty may, các hộ buôn bán thực phẩm tươi sống hoa quả đã chiếm toàn bộ vỉa hè, lề đường để bày bán hàng hóa. Người mua hàng thì đứng dưới lòng đường, khiến cho đoạn đường này thường xuyên ách tắc giao thông vào những giờ cao điểm. Người dân thị xã Mỹ Hào bức xúc về tình trạng chợ cóc, người bán lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông diễn ra phổ biến nhưng không được cấp chính quyền địa phương hay cơ quan chức năng xử lý. Nhiều cửa hàng biến vỉa hè làm nơi trưng bày xe máy, xe đạp điện như cửa hàng bán xe máy, xe đạp điện. Cùng với đó, nhiều cửa hàng ngang nhiên đặt biển quảng cáo chiếm dụng hết vỉa hè gây cản trở giao thông. Đi ra chỗ nó không có thì thôi đi. Thì bọn em mình ngồi nhờ là cửa nhà mình xin làm nào được ra. Người ta nhắc nhở thì mình lại dọn vào, còn không thì mình bán lúc nào thì biết lúc đấy thôi. Đi lại thì bây giờ thì cái tầm công nhân về thì họ cũng đông, nói chung là cũng có lúc bị tắc đường. Hiện nay tại các thành phố và các thị trấn, thị tứ buôn bán thì chuyện tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông xảy ra như cơm bữa. Không những vậy, sau mỗi buổi họp chợ, môi trường tại đây nhếch nhác, rác thải bừa bãi, làm mất mỹ quan. Hầu hết những người bán hàng đều biết việc buôn bán bên lề, dưới lòng đường là vi phạm giao thông và sẽ bị xử phạt. Như chúng tôi đi bộ này, thường là buổi chiều là đông, thì nào là xe đạp, xe máy, rồi lại cả ô tô, cái đường này là ô tô đi rất là nhiều, để đi theo cầu vượt. Thì dân đi chỉ đề nghị là phải dẹp, nên là cứ yêu cầu người ta bảo chậm bỏ tất. Mặc dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ, nhưng theo lực lượng chức năng, hiện nay các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, nơi nào cũng có chợ cóc chợ tạm. Các chợ tự phát nằm chủ yếu ở những vị trí giao thông trọng điểm, nhiều xe qua lại. Điều đáng nói là việc họp chợ này gần như chiếm trọn hai bên đường, người bán ngồi sát bên lề, người mua đỗ xe ngay dưới lòng đường, gây nên cảnh lộn xộn, nguy cơ ùn tắc tai nạn giao thông cho chính những người bán hàng và các phương tiện tham gia giao thông rất cao, nhất là vào giờ cao điểm. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.